Thưa quý vị và các bạn, Nghị định 123 năm 2020 quy định về hóa đơn chứng từ sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7. Theo đó, hóa đơn giấy truyền thống chỉ được sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 và từ ngày 1 tháng 7, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh cá nhân, kinh doanh sẽ chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Hiện việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử được quy định như sau. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ cá nhân kinh doanh không thuộc đối tượng ngừng sử dụng hóa đơn thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử. Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ thì có thể đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thông qua hai phương thức. Trường hợp doanh nghiệp là tổ chức kết nối chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử theo hình thức gửi trực tiếp đến cơ quan thuế thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thông qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Nội dung thông tin đăng ký theo mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 123 năm 2020.